Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô Rider Sanchia Sonic cho anh chị và các bạn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu về dòng Sanchia Sonic Rider vào tháng 8 này nha. Thì một số dòng xe thì nó sẽ giảm nhẹ trong cái tháng này luôn. Anh em nào mà muốn mua xe thì liên hệ với mình luôn nha. Hiện tại thì Sonic về cũng rất là nhiều, nên là mình báo giá và giảm giá cho mọi người luôn. Thì con này là con Sonic màu đen nha. Con này là Sonic đen màu rin nha. Thì hiện tại cái dòng Sonic á thì nó sẽ có màu đen nè. Đó, màu rin nó sẽ có màu đen nè. Rồi màu đen mà mâm đỏ cũng có nha. Là mâm rin luôn nha mọi người. Thì đối với hai cái màu này thì sẽ giá dao động của tháng này tầm khoảng là 57 đến 58 nha. Nếu mà mua thì tháng này thì giảm 1 triệu luôn nha, bao thuế VAT luôn. Em mua Sonic thì đã trước cho mình tầm 10 triệu và lấy xe về nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua cái loại mà màu 3D á, như màu vàng này, màu này sơn lên nha. Màu này là shop mình sơn lên luôn. Thì đối với cái màu sơn lên á, thì màu vàng này thì giá nó sẽ dao động, sẽ nó cao hơn cái màu rin 1 triệu nha. Đó. Thì đối với cái con này thì cũng trả trước tầm 11 triệu và lấy xe về nha, 10-11 triệu và lấy xe về luôn. Đó. Còn đối với màu xanh, hoặc bữa giờ một số anh em hỏi màu xanh nè, màu này là màu xanh ngọc nha. Xanh này thì mình sơn lên cái tem của nó là tem nổi ở trong luôn nha. Đó, cái phần tem này nó sẽ dán nổi ở trong luôn, nên là anh em đi là nó không có sợ bị dán keo nha, lỡ keo nha. Thì đối với cái màu này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 57-58 triệu nha. Đối với cái màu này, anh em mà mua cái xe mà màu 3D thì anh em muốn lên mâm hay là muốn có mà đổi muốn màu gì thì cứ liên hệ trước mình đi, mình sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh em luôn nha. Đó, như là xanh ngọc này, anh em muốn lên xanh như là xanh lá cây hay là màu xanh rêu, nói chung là màu gì cũng được hết á, thì anh em cứ liên hệ với mình trước đi, mình sẽ tư vấn kỹ cho anh em luôn, tại vì màu xanh rất dễ lên màu nha. Cái màu tiếp theo của nó là màu đỏ, trắng đỏ, trắng đỏ mâm đen nha. Con này thì cũng là con rin luôn, màu rin của Sonic luôn nha. Thì đối với cái màu này thì cũng giá dao động tầm khoảng 57 đến 58 triệu nha. Tháng này bớt 1 triệu luôn nha, bao VAT luôn. Thì anh em mua góp thì trả trước cho mình tầm khoảng là 10 triệu và lấy xe về nha. Lưu ý là giá mình báo thì đã bao gồm thuế VAT rồi, cho nên là anh em lên thì biển số ở đâu sẽ cộng vào thôi nha, để có thể lấy xe về nha. Đó. Thì con tiếp theo là con trắng đỏ mâm đỏ rất kinh nè. Con này thì còn 57 đến 58 triệu, bớt 1 triệu luôn. Đó. Anh em mà mua xe tháng này Sonic á, mình giảm 1 triệu luôn nha, liên hệ trước giảm 1 triệu luôn. Đó, con này là con màu Redkin mâm đỏ luôn nha. Con này thì cửa hàng mình còn rất là nhiều luôn nên anh em cứ yên tâm nè. Thì về dòng Sonic thì đây là mình chỉ trưng bày thôi, còn trong kho mình có rất là nhiều luôn. Anh em cứ kết bạn hoặc là gọi trực tiếp cho mình á, mình sẽ tư vấn giảm giá mạnh cho anh em luôn nha. Thì con này thì nếu mua góp thì cũng trả trước tầm 10 triệu lấy xe về rồi nha. Rồi, về dòng Sanchia thì Sanchia nó có một số màu rin nhá. Thì màu này là màu trắng đỏ đen nha. Đối với cái màu này thì màu này là phiên bản Sanchia tư nhân nha. Còn anh em mà muốn mua Sanchia Việt thì bên mình có luôn. Thì đối với giá của hiện tại của con này thì sẽ dao động tầm khoảng là 57 triệu nha anh em, bao VAT luôn. Đó. Còn đối với anh em mà lấy màu rin màu 3D như màu xanh Sanchia sơn lên màu xanh cũng có nha. Màu này là màu xanh đen nha, đăng kiểm của nó sẽ là màu xanh đen, xanh ngọc nha. Màu này cũng đẹp mà, bữa giờ cũng bán rất là nhiều người mua cái màu này nha. Thì đối với cái màu này thì sẽ dao động giá tầm khoảng là 57 đến 58 triệu nha. Đây là con sơn lên nha, bớt 1 triệu luôn nha. Con này là Sanchia tư nhân nha, nhập khẩu luôn nha, nên là anh em là có một loại Việt Nam nữa, nên là con này là con nhập khẩu nên nó cao hơn. Còn anh em mà muốn lấy Việt Nam á, của hàng Việt á, thì nó sẽ thấp hơn tầm khoảng 2 đến 3 triệu nha, tầm 53 đến 54 thôi, bao VAT luôn. Đó. Còn đối với cái dòng mà Sanchia này cũng là con này màu xanh này là xanh xi măng nha anh em. Đó. Đối với màu xanh thì nó lên được rất là nhiều màu xanh, xanh ngọc rồi xanh, nói chung là đủ màu xanh hết, thì anh cửa hàng mình vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cho anh em luôn. Thì đối với mua cái loại này thì anh em trả trước cũng 10 triệu lấy xe về nha. Đối với dòng Sanchia thì anh em mà ví dụ như là muốn lên màu hoặc là muốn lên mâm thì cũng có thể cửa hàng là đáp ứng nhu cầu cho anh em luôn, thì anh em cứ liên hệ trước mình nên mình sẽ giảm giá và tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Con tiếp theo là con Repsol này. Con này là con màu Repsol
Repsol của Sachia nha. Con này nó cũng là phiên bản tư nhân luôn, nên là nếu mà mọi người mua thì con này thì sẽ tháng này giảm giá luôn, tầm khoảng 57 đến 58 triệu, bớt 1 triệu luôn nha. Đó, con này là độ màu lên, giá mình báo là đã bao gồm tiền cộng màu rồi anh em. Anh em mua xe thì anh em chỉ cần cộng thêm tiền biển số vô là đủ rồi nha. Còn tiếp theo là con này có màu bạc nè. Con này là bạc, màu bạc nhưng mà mình con này cũng là 3D luôn nha. Nhưng mà cái tem của nó là cửa hàng mình đi là tem màu đỏ và màu xanh kết hợp luôn nha. Thì đối với con này thì đi mà anh em mà thích màu bạc thì đi cái màu này cũng rất là đẹp nè. Mâm bỏ đây là mâm rin luôn nha. Anh em mà muốn lên mâm bạc là cửa hàng hỗ trợ cho anh em lên luôn nha. Thì đối với màu này thì giá cũng tầm khoảng 57 đến 58 triệu. Bao VAT luôn. Con này thì nếu mà anh em mua góp trả trước cho mình tầm 10 triệu và lấy xe về nha. Đó. Còn đối với màu Sachi mà màu này cũng màu rin nè. Màu này là màu xám nha, xám xanh. Cái màu này á thì giá của nó cũng hiện tại tầm khoảng là 56 đến 57 triệu thôi nha. Đó. Thì đối với anh em mua tháng này thì giảm 1 triệu luôn. Mua góp trả trước cho mình 9 đến 10 triệu nha, có thể lấy xe về rồi đối với dòng Sachia nha. Còn một con á, mà đặc biệt nhất á, là cái con Sachia màu đỏ candy nè. Màu này là màu đỏ nhưng mà sơn lên luôn nha, màu đỏ candy thì màu này trước giờ là rất là nổi luôn. Đó, nên là anh em mua cái xe cái loại này thì mình giảm giá cho anh em luôn là còn khoảng 57 đến 58 triệu, bớt 1 triệu luôn nha. Giá mình báo là bớt 1 triệu, nếu anh em liên hệ trước là bớt 1 triệu nha, giảm 1 triệu cho những dòng xe này luôn. Thì mua tháng này thì trả trước cho mình 10 triệu và lấy xe về rồi nha. Còn đối với anh em mà muốn màu rin màu xanh, màu này là màu xanh đen nha. Đăng kiểm của nó sẽ là màu xanh đen. Thì cái màu này thì hiện tại giá của cửa hàng cũng tầm khoảng 56 đến 7 triệu thôi. Anh em mua tháng này thì sẽ giảm 1 triệu luôn. Đó, giảm 1 triệu. Còn trả trước thì góp thì anh em trả trước tầm 8 triệu trở lên là lấy xe về rồi. Đối với những cái màu rin này thì nó rẻ hơn. Và tháng này thì anh em mà mua thì liên hệ và trước của mình đi thì mình sẽ có thể giảm giá hơn cho những cái dòng Sachia Sonic này luôn nha, tầm 1 đến 2 triệu luôn. Đó. Còn màu rin thì cửa hàng cũng còn mấy mẫu, cái mẫu này là màu trắng đỏ đen nha. Màu này là trắng đỏ đen của Sachia nhưng mà màu này là màu rin nha. Đó. Rin thì giá của nó 56 đến 57 triệu thôi. Anh em mà mua tháng này thì trả 1 triệu luôn. Mua góp trả trước tầm 8 đến 9 triệu và lấy xe về rồi. Đối với dòng Sachia này là ưu đãi cho anh em luôn. Anh em nào mà trên 18 tuổi trở lên là có thể là mua được rồi nha. Chỉ cần căn cước công dân thôi hoặc chứng minh thôi là lên cửa hàng là hỗ trợ luôn nha. Còn đối với dòng Sachia mà màu này là màu trắng, màu đen đỏ này, đỏ đen. Ở Sachia thì về cũng rất là nhiều. Màu này thì cũng giá cũng tầm khoảng 56 đến 57 triệu thôi. Anh em mua tháng này là giảm 1 triệu luôn. Nếu anh em mua tháng này thì trả trước cho mình tầm mua góp trả trước tầm 8 triệu trở lên là cửa hàng có thể hỗ trợ lấy xe về rồi nha. Đó. Thì con này là con màu rin. Hiện tại thì cũng còn một số cái con mà màu phiên bản của Việt luôn. Anh em nói là một số dòng Sachia nó rẻ hơn cái loại mà Việt Nam thì anh em cũng biết rồi, thì có hai cái đèn xi nhan này nè. Đó, thì nó sẽ rẻ hơn 3 triệu luôn. Đó, tầm khoảng 53 đến 54 triệu bao thế VAT luôn. Anh em mua góp thì trả trước cho mình tầm khoảng là 7 đến 8 triệu là cửa hàng hỗ trợ lấy xe về luôn nha. Còn nếu cửa hàng là mình quay á, là cái con này là con tư nhân nha, lưu ý cho mình nha. Đó, tất cả những dòng này là đều tư nhân hết, cho nên là giá nó sẽ chênh lệch hơn so với cái con mà của Việt nha. Đó. Còn đối với con màu rin, con này là đến tiếp theo là con này là con màu đỏ đen nha. Đó, màu đỏ đen này á, thì sẽ cũng tư nhân luôn, thì dao động giá tầm khoảng 56 đến 57 triệu thôi. Anh em mua thì bớt 1 triệu luôn tháng này luôn nha. Đó, nếu mà liên hệ trước, trả trước cho mình 8 đến 9 triệu lấy xe về nha. Rồi. Còn Raider về tháng này thì về Raider thì nó sẽ Raider của tháng này thì nó sẽ giảm giá luôn cho mọi người luôn. Vì dòng Raider thì hiện tại là cửa hàng của mình cũng còn vài mấy mẫu rin nha. Thì đối với màu xanh này là màu xanh đen nha. Đó. Con này là màu xanh cũng đang rất là chạy nè, bữa giờ bán cũng chạy nè. Con này thì anh em mà muốn mua Raider thì muốn lên đèn như Sachia cùng mình cửa hàng hỗ trợ luôn nha, mắc tầm khoảng mấy trăm thôi thì có thể là lên đèn cái trang Sachia luôn. Thì con này thì sẽ dao động giá tầm khoảng 47 đến 48 triệu, bớt 1 triệu nha. Đó, đối với cái dòng Raider nè, trả trước cho mình 5 triệu trở lên là lấy xe về nha. Còn cái con màu đỏ đen này y chang như con Sachia luôn. Con này là con cũng Raider nhưng mà nó giống y chang như Sachia luôn. Đó, anh em mà đam mê nhưng mà nói chung là thấy nó cao hơn hoặc là thích cái dòng Raider á mà muốn lên Sachia thì cửa hàng vẫn hỗ trợ cho anh em luôn. Lên cái đèn đầu đèn hai bên luôn, là anh em muốn độ cỡ nào thì cửa hàng cứ liên hệ trước mình đi thì mình sẽ hỗ trợ luôn nha.
Thì đối với tháng này thì rider cũng tầm khoảng 47, 48 triệu thôi. Mua tháng này cũng được chương trình giảm 1 triệu nha, nếu mà liên hệ trước nha. Thì anh em chạy trước tầm khoảng 5 triệu thôi là lấy xe về luôn nha. Đó, thì cái clip này mình sẽ giới thiệu về cái dòng Sachi, Sonic và Rider của cái tháng này nha. Đặc biệt thì anh em mà mua góp hoặc tiền mặt cũng được, cứ liên hệ trước của mình đi. Rồi tháng này mình sẽ giảm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, có xe mình sẽ giảm đến 2 triệu luôn nha. Thì anh em cứ liên hệ trước mình sẽ giảm giá mạnh cho anh em luôn. Đó, thì địa chỉ cửa hàng của mình là ở Bình Dương nha, ở Thuận An Bình Dương, 16 xe 23 khu phố Bình Quế A, Bình Chủng, Thuận An Bình Dương. Thì anh em mà mua thì liên hệ trước của mình hoặc kết bạn Zalo đi, mình gửi định vị cho anh em có thể nhìn cái địa chỉ cửa hàng rõ hơn nha. Và liên hệ trước mình giảm tiền xăng 1 triệu luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip mình nhé.